Chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 4 tháng 8. Con đầu tiên của chúng ta đi vào là cái con RIG. Thì con RIG này là một trong những con Capby. Dạ, nó là từ 5 đồng mấy và thấp nhất là 65 cent. Thì mua hiện đang mua như thế nào? Để cái đó lại sau ha. Phần earning của nó có nghĩa là cái quý thứ hai là mùa hè thì nó cao hơn cái quý mùa xuân năm nay nha. Năm rồi thì nó tương đối cao. Năm rồi cái cap của nó đến 3 tỷ lần. Thì một cái công ty mà cũng khoảng được khoảng 70 năm rồi. Dạ. Yeah. Thì gần đó là 5.500 nhân viên. Thì một công ty tỷ đô như vậy thì chuyên về năng lượng. Mà năng lượng nào? Nó là dạng năng lượng thủy điện. Dạ. Yeah. Không phải là năng lượng mặt trời hoặc năng lượng solar. Nói chung năng lượng về nước. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở Switzerland. Biểu đồ của nó, bây giờ chúng ta sẽ tìm thấy là những cái gì trên biểu đồ của nó. Chúng ta sẽ thấy được hai hệ thống núi. Yes. Mọi người có thể xài Double Mountain để phân biệt được cái này. Và giá của chúng ta là mua như thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái cách rotation của giá và phân tích. Hôm nay chúng ta sẽ có cái practice giống như là cái nhìn những cái view so với biểu đồ kim. Thì mọi người nhìn lên trên màn hình ha. Mọi người thấy cái chart của nó gọi là cái horizon line. Cái chúng ta đã học là cái đường biên sa mạc đó. Bây giờ chúng ta có thể kêu nó là đường biên sa mạc hoặc là đường chân trời. Dạ, yeah, chúng ta càng ngày chúng ta phải update cái kiến thức của mình cao lên chút xíu. Và đây là hệ thống map. Có nghĩa là cái chữ A đó. Mọi người thấy không? Bắt buộc mọi người phải mua dưới cái chữ A đó. Cái chữ A mà từ cái line màu xanh dương bên tay trái qua bên tay phải thì 3 đồng 36. Cái đó là gọi là cái minimum để mọi người có thể mua được nó. Mọi người thấy không? Còn cái horizon line là cái đường biên sa mạc nữa, là nó là cái đường màu xanh. Có nghĩa là khoảng 3 đồng 50. Là chúng ta mua phải dưới cái line đó. Còn cái đường màu xanh từ góc phải 3 đồng 36 chéo lên cái chữ volume. Nó sẽ tạo thành cái góc tam giác cao đó. Đó là khoảng mà tiền lời chúng ta. Có nghĩa là chúng ta có thể bán được khoảng 4 đồng hoặc 4 đồng rưỡi. Nhưng mà bán như vậy là phải bỏ theo C. Dạ. Yeah. Mọi người nên tập làm quen với cái nhìn của biểu đồ này. Tại biểu đồ này chúng ta, nó cho chúng ta thấy rất là nhiều kiến thức và cái độ phân tích nó cao hơn. Và hôm nay cái con stock này nó nằm ở hệ thống sàn đầu tư. Sàn đầu tư và những con tỷ đô như vậy thì có rất thể dễ mua.
Con thứ hai cũng là sàn đầu tư luôn, gọi là ENDP. ENDP thì là một con như thế nào? Cũng là con tỷ đô. Cao nhất thì đã từng là 10.8, thấp nhất là 2.71. Earning quý thứ hai chưa có report. Con này chuyên về healthcare supply. Yeah, và biopharma mà. Những công ty mà đi những cái healthcare supply này và biopharma mà 20 mấy năm trên thị trường mà có khoảng 3.000 đến 3.500 nhân viên thì it's really good. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy trên cái biểu đồ ở trên thì mọi người có thể đoán được ở cái đường biên sa mạc nó nằm ở đâu rồi. Đường biên sa mạc nó cứa sẵn cho mọi người luôn rồi đó. Mọi người thấy không? Ok. Ở vòng vòng những cái giá 4 đồng 6 như vậy thì đây là cái dữ liệu mà chúng ta phải và là phải nhìn ngắm rất là kỹ. Ở trong tương lai tôi sẽ dạy, tôi sẽ truyền đạt lại cho tất cả mọi người và học trò tôi. Tại có những cái luật lệ mà chúng ta phải đi theo với cái trading law. Khi mà chúng ta có được những cái thông tin nào á, nó phù hợp và cái nào truyền trao ra ngoài được thì chúng ta mới nói được. Còn quý vị viewer thì quý vị chỉ ở cái hạn chế bởi cái thông tin và giá cả. Ở chút xíu nó không có được gọi là flexible cho lắm. Thì đặc biệt làm gì là tất cả mọi người phải biết cách tính F1. Ok. Và quan sát cap cũng như V1 và V2. Giống như con V2 này là con V2 đạt tiêu chuẩn. Yeah, trong quá trình đó chúng ta cũng không được bỏ qua beta. Và tất cả các loại biểu đồ chúng ta phải biết được chúng ta coi. Yeah. Thì đây là một trong những con có được biểu đồ. Một con này nó biểu đồ nó là nó không có đơn giản. Biểu đồ này quý vị chưa học tôi không thể nào truyền đạt ngay đây. Thì đây là cái thời điểm mà quý vị xác định cái giá mua ở đâu. Thì cái giá mua nó nằm ở cái khung mà cái phần mà được tôi tô lên cái góc tam giác á, từ cái chữ A tới cái chữ D đó. Đó là cái khung mà quý vị mua để nó có lời. Thì vị sẽ canh từ cái góc trên là khoảng 4.6. Thì trong khoảng cái khung tam giác đó thì mọi người đi từ chữ D đi ngang qua thì nó vòng vòng 4 đồng. Thì đây cũng được gọi là ok, mọi người gọi nó là cái gì? Nó nằm ở khu vực safe zone. Và đường chân trời hoặc là đường biên sa mạc, mọi người thấy không? Nó cứa sẵn cho. Và cứa sẵn cho trong tháng rồi. Dạ. Cái cách tính đường chân trời nó khác hơn tí xíu so với đường biên sa mạc. Nhưng mà hầu như là nó cũng gần nó hàng xóm với nhau. Chúng ta có thể gộp nó hai cái thành một. Và kiến thức của mọi người tôi nói rồi sẽ không còn nhỏ bé, không còn dậm chân tại chỗ. Và bây giờ đây là thời điểm mà chỉ dành cho tại khi mà chúng ta kiếm tiền, chúng ta kiếm tiền để chúng ta lên MM, không phải là tiền rác rưởi ngoài cây mà chúng ta có thể lượm anytime. Yeah. Cố lên. Cái nhìn phải nhìn cho nó quen cái đã. Rồi chúng ta đi xa hơn. Bây giờ mọi người thấy nó đã từng lên tới 5 đồng mấy, 5 đồng rưỡi, 5 đồng 8 luôn. Thì bây giờ chỉ có 4 đồng mấy và là công ty tỷ đô thì mọi người nên tính toán mua
cái này rất là dễ ha, đó là một cơ hội rất lớn. So thank you, have a good day.